cảm nhận yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, khi sự việc ông Nguyễn Đức Lũy được người lạ trao cho cháu bé, Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương, quận Hà Đông đã tiến hành đầy đủ thủ tục hành chính cũng như kiểm tra sức khỏe cho cháu bé. Ông Dương Ngọc Thỏa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương chia sẻ thông tin về câu chuyện này qua cuộc trò chuyện với phóng viên Khánh Ly. Thời gian mà gia đình ông Lũy nhận được cháu gái khoảng hơn một tháng tuổi, nặng khoảng 4,5 kg, bị bỏ rơi, thì chúng tôi cũng đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để gia đình ai đánh rơi cháu thì đến phường làm thủ tục để nhận lại. Tuy nhiên sau hơn tháng thông báo thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh của phường, cũng không có ai đến nhận. Rất nhiều người ở quận, ở các phường khác trên mạng quận có đến để xin nhận cháu làm con nuôi. Tuy nhiên thì bác Lũy tha thiết mong phường tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho gia đình nhà bác nhận. Hiện nay thì cháu bé cũng đã được gần một năm, phát triển rất là bình thường. Gia đình bác Lũy thương yêu cháu như là con ruột của gia đình. Đây là một tình cảm rất là đáng trân trọng. Là một người lãnh đạo ở địa phương thì những cái tiêu chí nào mà mình chọn gửi danh sách lên được nhận là bằng khen người tốt việc tốt ạ? Bác Nguyễn Đức Lũy thì cũng là một trong người được nhận bằng khen này ạ. Ở trên địa bàn của phường ấy, công dân người tốt việc tốt thì cũng có rất nhiều. Họ tham gia các cái hoạt động xã hội tình nguyện. Tuy nhiên ở đây bác Lũy cũng là nhân vật đầu tiên của phường ở cái việc mà nhặt được một người hoàn toàn xa lạ, không phải máu mủ của mình, nhưng mà bằng tình người bác mang về và chăm sóc, nâng niu, nuôi dưỡng cháu rất là chu đáo, và đồng thời là cũng báo cáo chính quyền địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Thế thì bác Lũy cũng là một trong những gia đình rất là tốt, chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Gia đình nhà bác cũng liên tục đạt gia đình văn hóa và có những năm đạt gia đình văn hóa tiêu biểu. Do vậy là điều kiện cần và đủ là gia đình nhà bác hoàn toàn là xứng đáng. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, khi nghe xong câu chuyện ông Nguyễn Đức Lũy nhận nuôi dưỡng cháu bé sơ sinh không phải máu mủ ruột rà, bạn sẽ nghĩ gì? Cháu bé đã may mắn khi được trao gửi vào gia đình ông Nguyễn Đức Lũy, bởi ở đây bé không chỉ được nuôi dưỡng đầy đủ mà quan trọng hơn đó là tình yêu thương của cả gia đình thứ hai dành cho bé. Chương trình Đời Như Cổ Tích dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Trình hướng dẫn học tiếng Anh. Welcome to Middleton Hall. Chào mừng các bạn đến với khách sạn Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Chương trình sẽ giúp các bạn nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua các câu chuyện xảy ra trong khách sạn Middleton Hall ở nước Anh. Tôi là Cẩm Thi. Trong bài học lần trước, chúng ta đã biết bà khách tên là Sheridan bị mất chiếc vé xem biểu diễn opera. Bà ấy rất buồn và nghĩ chiếc vé đã bị đánh cắp. Cùng lúc đó, người chủ khách sạn, ông Middleton, lại lo chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho vợ mình. Ông ấy đã nhờ Kevin, nhân viên mới của khách sạn, đi vào trong làng để lấy chiếc bánh sinh nhật cho bà ấy. Trong đoạn hội thoại mở đầu của chương trình hôm nay, người quản lý khách sạn, ông Sidwell, đang chờ Kevin quay về. Đã gần đến giờ ăn trưa và ông ấy nói: Where have you been? It's 5 to 1 already. Kevin, cậu đã đi đâu vậy? 1:05 rồi đấy. Sau đó ông ấy bảo: When you found Mrs. Sheridan's handbag yesterday, did you notice an opera ticket inside? Hôm qua khi tìm thấy cái túi của bà Sheridan, cậu có thấy cái vé xem opera trong túi không? Câu hỏi đầu tiên là Kevin trả lời thế nào? Ông Sidwell nói với Kevin: Well, you'd better hurry. The gong will sound any minute. Thôi được rồi, cậu nhanh lên đi. Tiếng cồng sẽ nổi lên ngay đấy. Kevin không hiểu ông Sidwell đang nói gì. Cậu ấy hỏi: Sorry, the gong? Xin lỗi ông, cái cồng á? Cái cồng là một tấm kim loại lớn hình tròn và khi đánh vào nó phát ra tiếng kêu thế này. Vậy tại sao họ lại có cái cồng ở khách sạn Middleton Hall?
Chúng ta cùng nghe và tìm câu trả lời nhé. Kevin, where have you been? It's 5-1 already. Hello, Mr. Sitwell. Mr. Middleton asked me to go to the village to pick up this cake for him. Oh, did he? I went as quickly as I could. Yes, yes, I'm sure. Now, Kevin, there is something I must ask you. What do you know about an opera ticket? An opera ticket? When you found Mrs. Sheridan's handbag yesterday, did you notice an opera ticket inside? The bag was closed. I didn't look inside. I just gave it to Mrs. Middleton. Are you sure? Yes, of course I'm sure. All right. Well, you'd better hurry. The gong will sound any minute. Sorry? The gong? The gong, Kevin. The gong. The gong is a tradition at Middleton Hall. It sounds before lunch and dinner every day. And when the gong sounds, all staff should be in their positions, properly dressed in uniforms and smart black leather shoes. Oh, I see. So come on, move. Yes, Mr. Sitwell, right away. Vậy là Kevin có nhìn thấy chiếc vé xem opera trong túi sách của bà Sheridan không? Không, cậu ấy nói với ông Sitwell. The bag was closed. I didn't look inside. I just gave it to Mrs. Middleton. Chiếc túi đóng, tôi không xem bên trong. Tôi đưa nó ngay cho bà Middleton. Và tại sao khách sạn Middleton có cái cổng? Ông Sitwell giải thích cho Kevin. The gong is a tradition at Middleton Hall. Cái cổng là đồ vật truyền thống của khách sạn Middleton Hall. Ông Sitwell nói thêm. It sounds before lunch and dinner every day. Nó được đánh lên trước bữa trưa và bữa tối hàng ngày. Và bởi vì sắp đến lúc đánh cổng rồi, nên ông Sitwell muốn Kevin đi vào bên trong và sẵn sàng phục vụ bữa trưa. Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng. Chờ một phút nào, cậu đang đi giày dép gì ở chân vậy? Khi nghe đoạn hội thoại, các bạn hãy chú ý để trả lời hai câu hỏi. Kevin đi giày dép như thế nào? Và ông Sitwell thấy có gì đó đáng ngờ. Và đây là phần 2 của đoạn hội thoại. Mời các bạn cùng nghe. Actually, just a moment, Kevin. Just a moment. What are you wearing on your feet? On my feet? Shoes? Black leather shoes? You said... But you told me... You didn't have the money to buy any shoes. You told me you wouldn't have the money until the end of the month. No, well, I was wrong about that. Were you indeed? Well, don't just stand there. Get to your position for lunch. Yes, yes, Mr. Sitwell. And be careful with that cake. Well, this is mysterious. Yes, this is very mysterious. Something is not quite right. I must find out what is going on. Right, 1 o'clock. Time for the gong. Ladies and gentlemen, lunch is served. Vậy Kevin đi đôi giày thế nào? Cậu ấy nói với ông Sitwell. Black leather shoes. Đôi giày da đen. Ông Sitwell rất ngạc nhiên. Vậy tại sao đây lại là một điều đáng nghi ngờ? Ông Sitwell giải thích. You told me you didn't have the money to buy any shoes. Cậu bảo tôi là không có tiền mua giày cơ mà. You told me you wouldn't have the money until the end of the month. Cậu nói là không có tiền cho đến cuối tháng. Chúng ta biết là Kevin đã mượn tiền của bà Middleton. Và chúng ta cũng biết là cậu ta đã hứa giữ bí mật này nên không thể nói cho ông Sitwell biết được mình đã lấy tiền ở đâu. Nhưng ông Sitwell ghét sự giấu giếm này, ông ấy nói. I must find out what is going on. Tôi phải tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. To him. Tôi nghĩ là tôi nên nói chuyện với cậu ta. If he can explain how he paid for the shoes, we have nothing to worry about. Nếu cậu ta có thể giải thích được là đã làm thế nào để trả tiền mua giày, thì chúng ta không có gì phải lo lắng cả. Và chúng ta đã biết rằng Kevin không thể giải thích việc này,
bởi vì cậu đã hứa với bà Middleton là không nói với ai việc bà ấy cho mượn tiền. Vậy Kevin sẽ nói với ông Sidwell thế nào? Anh ấy có thất hứa không? Và Maria có nghe lén được cuộc nói chuyện giữa ông Sidwell và ông Middleton không? Nếu cô ấy nghe được, liệu cô ấy có nói cho Kevin biết không? Mời các bạn nghe tiếp trong chương trình lần sau nhé! Bây giờ mời các bạn nghe lại một phần câu chuyện ngày hôm nay. At lunchtime today, what happened? He appeared in a new pair of shoes. And so obviously I ask myself, where did he get the money? So, what are you saying? You think he's taken the opera ticket, sold it, and used the money to buy the shoes? Well, it's a possibility. It's a ridiculous idea, Sitwell. Surely if someone wanted to steal something from her handbag, they'd steal her money, not her opera ticket. And anyway, Kevin seems like a fine young man. Of course, I hope you're right, sir, but I have my suspicions. I hope you don't mind, but I think I should talk to him. If he can explain how he paid for the shoes, we have nothing to worry about. Oh, very well. You do what you think's best, Sidwell. Thank you, sir. Leave it to me. Mr. Middleton, I've arranged the flowers as you asked. Ah, thank you, Maria. I'm sure you've done a marvelous job as always. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe câu chuyện về khách sạn Middleton Hall. Đây là chương trình học tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Đừng quên các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi